mà nó thấm, chờ nào nó nướng cho nó săn săn mình không biết nhau. Rồi Tâm chào cả nhà đã đến kênh của Tâm nghe nha. Bữa nay Tâm lại làm món là má heo nè cả nhà, nướng tùm lum luôn cả nhà. Đây nay thực đơn của Tâm bữa nay là có hành, tỏi, ớt này nãy là băm ra rồi nha xã. Rồi heo nha, đầu heo này, cái má heo này cả nhà về luộc sau qua 5 phút mới hấp qua 5 phút nha. Có sạch tế nữa cả nhà. Rồi giờ để Tâm chế biến để đâm cái này ra hồi nó ớt cho nhà xem nha. Rồi cả nhà, nãy giờ Tâm cũng đâm tỏi với hành ra rồi cả nhà. Giờ mình vô công đoạn là mình ớt nha. Cả nhà cho nửa muỗng một niêm đi nha. Cho một muỗng đường đi nha. Cho ăn miếng muối ớt cả nhà. Rồi cho miếng nước mắm vô. Cho miếng nước mắm nướng vô thơm nhà. Để ít thôi nha, không mấy nó mặn. Mình có sả tế rồi đó. Rồi cả nhà ớt nè cả nhà. Ớt nãy băm là mình bỏ vô luôn. Đó. Siêu cay luôn cả nhà. Quá đẹp. Là cả nhà cho nửa hũ ngũ vị hương vô cả nhà. Nhớ chừa nửa hũ hồi nữa mình có gì chừa là có gì mình quét sau nghe nha. Đừng có bỏ vô hết, bỏ vô hết không biết sao. Cả nhà nhớ để nửa hũ thôi cả nhà. Chừa nửa hũ lại nha. Là cả nhà quậy cho nó đều ra cả nhà. Đó, mình có hỗn hợp rất là đẹp. Đó nha, giờ mình hỗn hợp mình quậy cũng xong rồi nha. Còn cái đầu heo này cả nhà nhớ mua về là lửa sạch, một là hấp 5 phút mới là luộc cho nó sao qua nghe nha. Cho nó sạch cái đầu heo với mình nướng nó chín nó nhanh mà nó ngon nghe nha. Rồi hỗn hợp bình là xong rồi nha, quá đẹp luôn. Hấp phê luôn, giờ mình vô công đoạn là mình ớp nha. Đó, nhà thấy không? Hấp bị phê luôn á nha. Đó, cái nhà múc vô. Đó, gì đó. À, cái nhà lấy đồ lên chà cho nó đều cả nhà, cho nó vô mấy kẻ nè. Nướng cho nó hấp dẫn. Đó, cái nhà thấy quá phê nha. Đó, hấp cho nó đều cả nha. Bên đây cũng vậy. Hấp cái đường cho nó ngon. Ở nhà lật bề dưới luôn ở nhà. Bề dưới cả nhà ớp cho nó đều hết nha nha, nướng cho nó đẹp. Tay đâu nha. Nãy giờ đầu heo của Tâm ớp để cũng lâu rồi nha. Cái nhà để ít như nửa tiếng hay tiếng ngay nha. Giờ mình đem đi nướng nha, siêu cay luôn nha. Quá đỡ luôn nha. Giờ mình nướng cho nó áo cho nó khô khô cái gì. Ở nhà ai mình nướng cho nó vừa săn săn mình quét vô cho nó đẹp nha. Đó. Quét sạch tế nãy giờ này nha. Đó. Quá là hấp dẫn nha. Đó, nhà thấy bốc khói bùng bục luôn nha. Quá phê, quá phê. Đó, nhà mà sạch tế cả nhà quét sao nè, nướng má heo mình nó mới đẹp đó nha. Đó, quá hấp dẫn. Má heo nên không nổi luôn á nhờ. Quá rồi. Đó, cái nhà cũng đừng sợ khét. Mình quét vô à. Quá ớt à.
siêu cay luôn á nhậu. Nó xào tới mình quét vô mình nướng nó không bị khét cả nha, mình nó thấm. Chờ nào nó nướng cho nó săn săn á, mình không quét vô. Quá phê luôn. Giờ cũng chín rồi nha, giờ lên là quất thức lên rồi. Rồi cả nhà ơi, giờ Tâm anh nướng cũng xong rồi nha. Má heo quá hấp dẫn luôn nha. Giờ Tâm mời cả nhà ăn nha. Ăn với muối muối ớt chanh cả nhà. Đó. Quá hấp dẫn luôn nha nha. Đó, giờ anh em mình giúp tay luôn, quốc luôn nha, mời cả nhà nha. Đó là cả nhà ơi. Quá phê luôn. Nhà Tâm mời cái nhà cái ở dưới cái nhà quá phê luôn nha, nướng nó hơi khét chút mà nó ngon nha. Thấm vị đây nha, nó cay cay nha, ớt quá ớt cay à. Mời nhà nha, quá phê nha. Đúng bài luôn nha. Má heo mà nướng nướng ớt thì ăn nhiều nhưng mà nó cũng đỡ cay cả nhà, nó có không cay nhiều mà cũng cay chín hết luôn cả nhà. Này nó hơi hơi trái trái nhưng mà nó không khác nha, ăn được quá hấp dẫn. Chín hết luôn nha. Má heo nướng vậy ăn là nó thơm mà nó ngon đấy nha, ăn ít ngán. Mỗi cái nhà nhớ con nướng cái này nhà phải luộc tới ít nhất 15-20 phút nha nha. Cho nó chín tông á, mình nướng nó mau nha, chứ mấy người nướng lâu lắm. Tâm nãy luộc có 5 phút mà nướng cái mấy tiếng hồn mà nó muốn không chín luôn á nha. Nằm ở nhà cái này luôn á nha. Đậu luôn á nha, cũng luôn, tới luôn á. Quá hấp dẫn rồi nha. Má heo nướng cái này ăn thứ gì nổi nha. Quá phê nha. Quá hấp dẫn rồi. Cả nhà nhớ nó ốp tức ít như khoảng 1 tiếng đồng hồ ở nhà cho thấm nha. Thấm nướng nó mới ngon. Hay luôn cả nhà. Rồi cả nhà ơi, chắc năm kết thúc đây cả nhà ơi. Nguyên hai cái máy này Tâm ăn được một cái là no nha. Cái này hồi để cho người nhà có Tâm nghe nha. Cái nhà thấy Tâm nướng cái món này mà thấy ngon thì cái nhà cho Tâm một đăng ký, một like, một chia sẻ. Tâm làm thật nhiều clip hay để cho nhà xem nha. Rồi Tâm chào cả nhà, hẹn cả nhà lúc sau.